Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 26 tháng 4 thì Xuân Đỉnh lại về rất là nhiều những cặp loa bãi Nhật phục vụ cho các bác phối ghép về những bộ âm thanh cũng như nghe nhạc và hát karaoke trong những dịp nghỉ lễ sắp đến. Hôm nay Xuân Đỉnh có hai cặp bass 30 của hãng Yamaha rất là chất lượng và hai cặp Diatone. Trong đó thì Xuân Đỉnh sẽ bán xả cho các bác cặp bookshelf của Mỹ do bác khách bác ấy chốt mồm đến tận hôm nay thì Xuân Đỉnh sẽ bán rất là mềm cho các bác. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cũng như báo giá từng cặp một để các bác có nhu cầu cũng như mua cặp nào thì các bác cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại trên bài là 0395727582 và địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đấy, các bác cứ đến ngõ thì alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác từng sản phẩm. Ở phía đầu tiên đằng này thì có hai Tata cassette của hãng LOD. Chiếc bên trên là 550, chiếc bên dưới là 610. Thì về còn nguyên bụi bẩn nhưng test thì nó còn vẫn đang hoạt động. Đây, test luôn chiếc bên dưới này. Play này. Đấy, đèn vô vẩy này. Đấy. Tầm này thì các bác lấy tín hiệu nhạc từ bên ngoài qua cái đường rách của cái đường táp này cũng rất là hay. Đấy. Vẫn còn tua pha tốt này. Nhưng mà nếu các bác cẩn thận thì các bác về vệ sinh thêm. Còn đây Xuân Đỉnh test cho các bác là nó vẫn đang hoạt động bình thường. Lò đây, chiếc bên dưới này là 610. Còn chiếc bên trên này cũng vậy. Hôm nay rất là lành. Một phát là chạy ngay. Đây. Đấy. Vẫn còn tua pha tốt. Còn nguyên bụi bẩn. Hai chiếc đầu này thì Xuân Đỉnh bán cho các bác mức giá là 1.400.000 một chiếc, tức là 1.400.000 đồng một chiếc. Hai chiếc nha. Đấy, các bác lấy chiếc nào cũng được. Chỉ có tí bụi bẩn thì các bác về vệ sinh qua thôi, còn đâu là máy cũng như là cái hình thức thì còn rất là đẹp. Hai chiếc đầu cassette. Đầu này gọi là cần vổ răng chìa hay gì này. Điện 100V hàng nội địa của Nhật nhá. Ở bên trên này thì nó là cặp loa tay toàn giải của Mỹ, có tên là loa can. Xuân Đỉnh tháo củ loa thấy củ loa rất là to và ghi rõ là 8 ohm. Đấy, loa toàn giải, bát của nó là bát 10cm. Cái này thì các bác nghe ở những chiếc âm ly nhỏ nhỏ cũng nghe trực tiếp nó cũng được. Vì nó là loa toàn giải nên nó sẽ đủ 3 giải bát trung tiếp trên một cái loa nhỏ này. Đấy. Gân mút màng giấy, loa toàn giải. Model của nó là can, đến từ Mỹ. Đường kính của nó là 20 vỏ nhựa. Đây là cầu loa ở phía đằng sau. Cái này các bác làm loa trợ lời cũng rất là tuyệt vời luôn nhé. Rất là tiện. Các bác để đứng ngay để nằm thì đều được hết. Đấy. Loa can. Đây là cặp loa tay. Nhưng nó là loa toàn giải. Cặp này Xuân Đỉnh bán cho các bác mức giá là 800.000 đồng. Đã test tiếng rất là tốt. Loa toàn giải can. Đấy, các bác ghép vào những bộ âm thanh để thêm lời cũng rất là tốt. Hoặc các bác đánh thẳng để nghe trực tiếp thì đây nó toàn giải nên giải nó ra đều 3 giải rất là tốt. Nhỏ nhỏ nhưng mà rất là chất lượng. Đấy. Đến từ Mỹ, trở kháng 8 ohm nhé. Không ghi về công suất. Mức giá là 800.000 đồng. Đây là cặp Diatone. Cặp này cặp 251 MK2. Cặp này về trong tình trạng là căng nó lệch màu. Đấy mà nó có rách. Các bác cẩn thận thì các bác lấy kim chỉ các bác đính nó lại. Cặp này thì nó sử dụng là bát 25 của Anico móng ngựa, gân vải màng giấy. Tuyến loa thì rất là đồng đều và đẹp. Đấy. Tép giấy, toàn bộ của Anico hết, có một tinh chỉnh. Thùng của nó là nạm gỗ, rất là chất lượng. Góc cạnh cũng khá là đẹp, trở kháng 8 ohm, công suất là 40W. Thùng chỉ có chầy sức nhẹ nhưng không có bể nở gì cả. Cặp này Xuân Đỉnh bán được bác mức giá là 2.400.000 đồng. Bát 25. Nói chung là loa Xuân Đỉnh bán được bác thì cứ bao cho các bác là ngon bổ rẻ. Và loa thì zin tuyệt đối. Tuyến loa đồng đều đẹp, giá là 2.400.000. Sang bên này thì cặp này căng cước đẹp. Đấy, căng cước đẹp nha. Nhưng cặp này thì có loa chung nó hơi sờn một tí.
cặp này với bù cặp kia thì cặp này Xuân Đình cũng bán được mức giá 2,4 triệu, cũng là dòng 251 MK2, thùng góc cạnh đẹp, các bác lấy cặp nào cũng được. Bát 2 năm mà giá chỉ có hơn 2 triệu, rẻ như loa giàn, rẻ hơn loa tàu, góc cạnh đều đẹp, thùng nạm gỗ nha. Dòng này các bác nghe nhạc cổ, nhạc trước năm 75 rất là hay, nghe rất là tí tách, độ chi tiết củ nó toàn độ củ Anico móng ngựa, loa đã test còn hoạt động rất là tốt. Hai cặp đồng giá 2,4 triệu một cặp, các bác lấy cặp nào thì cứ alo trực tiếp với Xuân Đình. Còn sang bên này thì nó là cặp Buxell đến từ Mỹ. Cặp này thì hôm trước Xuân Đình có đăng, nhưng mà bác thợ bác cái chốt, bác cái toàn bẻ kèo kiểu đợi khách mua thì mới thanh toán thì nó rất là khó. Thì Xuân Đình nay bán thanh lý luôn. Và cũng mong bác xong xem video này thì bác cũng cố gắng, nếu có chốt thì các bác cứ chuyển khoản trực tiếp, chứ còn nếu chờ đợi thì rất là mất công. Mọi người ta có nhu cầu mua nhưng mình đã bảo chốt rồi rất là ngại. Cặp này cặp Mỹ cổ bát 20. Dòng này thì nghe nhạc vàng rất là hay nhá. Gân của nó là gân vải tầm dầu, rất là mềm. Chưa giờ thấy cặp loa mà gân nó mềm như này. Bát 20, tép giấy và tép này cũng rất là dị dạng luôn này. Thùng thì dập hẳn số ở trên thùng luôn. Cặp này thì có kích thước chiều cao đạt 48, chiều ngang của loa là 23 và chiều sâu của loa là 23. Thùng cũng là nạm gỗ mộc mạc, loa thì còn zin. Made in USA, trở kháng 8 ohm. Đây là dòng loa Mỹ cổ. Cặp này rất là hiếm. Góc cạnh thùng thì còn đẹp, loa rất nặng và chất. Cả Xuân Đình nay bán thanh lý cho các bác cặp này mức giá là 3 triệu đồng, loa còn nguyên zin. Hôm trước bác nào chốt hụt thì hôm nay bác mua được thì giá rất là mềm mại. Chỉ có 3 triệu đồng cặp loa Mỹ cổ bát 20, loa còn zin, đã test tiếng hoạt động rất tốt. Đấy, mức giá 3 triệu đồng. Sang bên này thì Xuân Đình về được thêm hai cặp Yamaha. Dòng này là dòng Yamaha NS590. Thùng gỗ lạm màu vàng, rất là sang trọng. Bát 30, một chung, một tép đôm. Hôm nay thì các bác vừa nghe nhạc vừa hát hò karaoke gia đình khá là tốt. Hình thức loa rất là đẹp. Vận chuyển về thì cái căng họ đóng hơi ẩu nên căng con nào nó cũng bị cong cái phần gỗ, thì các bác về các bác nẹp nó lại. Còn đâu là căng thì không hề bị rách. Đấy, nó bị cong. Thì các bác về dùng cái gỗ mỏng của bác nẹp nó lại được. Còn đây là căng không rách, chỉ có tí bụi bẩn thôi. Bình thường thì nếu như nó đẹp toàn diện thì cửa hàng Xuân Đình đang bán là 6,5 triệu. Nhưng nay về căng nó hơi xấu vì nó hơi bị cong về cái khung gỗ, thì Xuân Đình bán cho bác mức giá là 5,5 triệu, trừ luôn đi 1 triệu. Đấy, bác nào mà muốn nghe nhạc và hát karaoke hay trên những cặp loa Yamaha này thì các bác cứ alo cho Xuân Đình. Thùng nạm gỗ ấy, kể cả là cái phần mặt này cũng là mặt gỗ luôn, 5,90. Riêng có một cặp bên này thì cái gân nó bị con gì nó giấm thì đã xử lý qua bằng cách là dán một cái gân khác nhỏ ở phía bên trong, nó không ảnh hưởng gì cả. Nên cứ quay chỉ rõ cho các bác. Còn chất lượng của loa thì rất là ok, góc cạnh thùng còn đẹp. Loa này thì nó rất là nặng, trở kháng 8 ohm, công suất là 70W một loa. Góc cạnh thùng thì đẹp. Những dòng này thì các bác cứ ghép với những dòng âm ly sơn xui. Thì các bác ghép với những dòng âm ly Jaguar hát karaoke rất tuyệt vời. Thùng gỗ còn đẹp, góc cạnh chỉ có chảy sức nhẹ này. Nhưng đây là loa bãi, không thể tránh được chảy xước, nhưng tổng quan như này thì rất là ok. Yamaha NS590, dòng này nghe nhạc chất lượng và hát karaoke cũng rất là tuyệt vời, hình thức đẹp. Loa này có kích thước chiều cao đạt 66, chiều ngang 37 và chiều sâu là 30. Nặng xi khoảng tầm gần 30 cân một chiếc. Thùng nạm gỗ, tổng quan hình thức đẹp. Đấy, mức giá thì chỉ có 5,5 triệu một cặp thôi. Các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đình thì các bác cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395727582. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42, đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm này cửa hàng Xuân Đình đều ship hàng toàn quốc và giá bán không bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.